Trạm y tế là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bên cạnh những khó khăn thách thức thì tuyến y tế cơ sở đã và đang phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống tốt các loại dịch bệnh. Đến trạm y tế xã Tân Mỹ vào một buổi sáng thường nhật, không khó bắt gặp nhiều người dân trên địa bàn đến thăm khám lấy thuốc điều trị. Song với quy trình hoạt động được bố trí bài bản, giấy bàn tiếp nhận hồ sơ, lấy số thứ tự, phòng khám, phòng lấy thuốc, sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện nên công tác khám tư vấn, hướng dẫn cấp thuốc ở đây diễn ra khá nhanh chóng và trật tự. Trao đổi với chúng tôi, chú Bùi Văn Quang, sinh năm 1960, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Mỹ cho biết, suốt gần 3 năm nay, đều đặn hàng tuần chú đến trạm y tế xã Tân Mỹ để nhận thuốc do bệnh huyết áp mãn tính. Tuy đến thường xuyên và chủ yếu là nhận thuốc ổn định huyết áp, nhưng không vì thế mà các y bác sĩ của trạm lơ là. Mà đổi lại, mỗi tuần đến đây, chú đều được tái thăm khám, hỏi sức khỏe, tư vấn tận tình, hướng dẫn chi tiết phục vụ cho việc điều trị bệnh. Chú cũng đi lên đây khám vài, rồi thấy trong này mà mấy bác sĩ đâu cũng tận tình dữ lắm. Chú mà lần có bữa chú hầu thờ khỏi đo huyết áp rồi cũng đo bác sĩ, cũng đo biểu đo với áp lên bất kỳ lần nào cũng được, chú mỗi tuần mới lên lãnh á, nó huyết áp với bao tử nè, thì chú lên ra hoài à, tuần mỗi tuần mới lên lãnh thuốc ở đây, nó nghe bác sĩ đây cũng nhiệt tình lắm. Trạm y tế xã Tân Mỹ có 11 viên chức với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, trong đó có một bác sĩ đa khoa, 3 y sĩ, 1 y tá trung học, 2 cao đẳng hội sinh, 2 dược sĩ đại học và 1 cao đẳng dược, đảm bảo đủ các chức danh để hoạt động công tác chuyên môn hiệu quả. Thời gian qua, tập thể viên chức trạm y tế chú trọng đến thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, niềm nở, ân cần hướng dẫn, tư vấn điều trị cho bệnh nhân. Với vai trò là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất, đơn vị không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dân số, nhất là công tác chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên người như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Năm 2022 là cái năm chu kỳ của dịch bệnh sốt huyết cũng như tay chân miệng. Kèm theo đó thì cái bệnh COVID-19 thì cũng đang có khả năng bùng phát trở lại. Thì trước tình hình đó thì trạm y tế cũng đã lên kế hoạch chủ động thực hiện các biện pháp để làm sao giảm số ca mắc, ca tử vong trên địa bàn. Thì trong năm 2022 thì cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, thì trong đó tổ chức các đợt chiến dịch diệt long quăng dựa vào cộng đồng, thì với sự tham gia của các ngành đoàn thể xã được 22 đợt. Thì trạm cũng đã tham mưu ủy ban chỉ đạo là triển khai thực hiện 4 tổ tự quản không có long quăng để làm những cái mô hình điểm mà nhân rộng ra cộng đồng khác. Thì bên cạnh đó thì cũng giám sát chủ động cái địa bàn, cái chỉ số BI hàng tháng để làm sao mà mình có cái dự báo chủ động cái nguy cơ ở những ấp có bùng phát dịch cao. Nhờ đó, năm 2022, dịch bệnh sốt xuất huyết địa phương ghi nhận 157 ca, tay chân miệng ghi nhận 43 ca, tăng cao hơn năm trước, nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, không có ca tử vong. Bên cạnh các công tác khác như tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh mãn tính, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Với những nỗ lực phấn đấu, năm 2022, trạm y tế Tân Mỹ được đánh giá là một trong những đơn vị top đầu trong huyện. Tại buổi tổng kết công tác y tế huyện Chợ Mới năm 2022 vừa qua, trạm y tế xã Tân Mỹ được biểu dương khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.